Facebook, mất fanpage, thông tin cá nhân bị rò rỉ. Nghe thôi là đã thấy sợ rồi. Làm thế nào để có thể bảo vệ bản thân giữa muôn vàn những kẻ xấu trên mạng đây ta? À, phải hỏi ngay các chàng trai và cô gái đang học an toàn thông tin mới được. Cùng Kim Ngân tìm hiểu về ngành an toàn thông tin để xem các bạn sinh viên được học gì và làm gì trong ngành học này nhé. An toàn thông tin là thuật ngữ dùng để chỉ việc bảo vệ thông tin số và các hệ thống thông tin, chống lại các nguy cơ tự nhiên, hành động truy cập, sử dụng, phát tán, phá hoại, sửa đổi và phá hủy bất hợp pháp, nhằm đảm bảo cho hệ thống thông tin thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng một cách sẵn sàng, chính xác và tin cậy. Do đó, các bạn sinh viên nhóm ngành này tại HUTES sẽ được học chuyên sâu về an toàn thông tin, nguyên tắc tổ chức thông tin, các kỹ năng giải mã, xây dựng các thuật toán, phần mềm, thực hành phòng thủ hoặc tấn công của tin tặc trong môi trường số. Với nhiều sân chơi học thuật bổ ích như sinh viên về an toàn thông tin HUTES, My First Website, lập trình Marketon sẽ đưa các bạn sinh viên ngành an toàn thông tin HUTES thêm tự tin, khẳng định tài năng bản thân. Đây đều là những sân chơi học thuật chuyên nghiệp mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội tiếp xúc với nhiều chuyên ngành đa dạng trong giới công nghệ. Ngoài những cái kiến thức mà chúng ta đã học ở trường một cách vững chắc thì các bạn cần phải học thêm tiếng Anh nữa, cũng trau dồi thêm tiếng Anh nữa. Khi mà các bạn nắm vững tiếng Anh và lẫn những cái kiến thức mà được trau dồi ở trường thì hầu như là các bạn đã dần dần làm chủ được con đường phát triển sự nghiệp của mình rồi đó. Nghe có vẻ ấn tượng đó. Học để bảo vệ và bảo mật thông tin doanh nghiệp trước các hacker nguy hiểm. Vậy doanh nghiệp có những yêu cầu và những cơ hội việc làm hấp dẫn nào dành cho sinh viên nhóm ngành này? Hỏi ngay nhé. Trước nhu cầu nhân lực rộng lớn và nhiều cơ hội thăng tiến, HUTES luôn đầu tư không gian thực hành hiện đại với hệ thống máy chủ hiện đại, đặt tiện nghi học tập tối tân nhất cho sinh viên an toàn thông tin thực hành cạnh các giờ học lý thuyết. Vậy là mình biết lý do tại sao ngày nay có nhiều bạn sinh viên lại theo học ngành an toàn thông tin rồi nha. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký ngay vào nhóm ngành này tại HUTES. Học an toàn thông tin, chọn HUTES, chọn thành công.